cảm ơn quý khán thính giả vẫn tiếp tục giữ băng tần của SPTN. Hiện tại bây giờ có rất nhiều cái nguồn tin liên quan đến những gì đang xảy ra trước tòa tối cao Pháp Việt ở tại Washington DC, thưa quý vị. Theo một số tin mà hiện tại được đưa lên từ các trang của CNN, CBS thì cho biết là Supreme Court turn down, có nghĩa là không chấp nhận một số điều liên quan đến chuyện hôn nhân đồng tính. Và đương nhiên cái chuyện này hiện tại bây giờ chỉ chưa có một văn bản chính thức, cho nên chúng tôi cũng thật là khó để mà có thể mà thông tin cho quý khán thính giả. Theo CNN thì là tối cao Pháp Viện là như vậy là bỏ phiếu 5-4, tức là 5 phiếu thuận, 5 phiếu chống, như vậy là họ 5 phiếu thuận, 4 phiếu chống. 5 phiếu thuận, 4 phiếu chống, đúng rồi. Họ bỏ một số phần trong cái đạo luật DOMA, tức là Defense of Marriage Act từ năm 1996. Thì họ cho rằng đây là một cái chiến thắng của những người đồng tính. Đó là theo cái lời CNN cho biết là win for gay people. Hiện nay chưa biết 5 cái phiếu mà thuận đó là những ai. Chắc có lẽ đa số là ít nhất là có 4 người bên phía gọi là cấp tiến, là còn không biết là người thứ 5 là người nào. Nhưng mà trước đó thì nhiều người nghĩ rằng thẩm phán Anthony Kennedy có lẽ sẽ là cái người mà gọi là cái lá phiếu quyết định, tức là swing vote đó. Chúng ta nhìn trên màn hình chúng ta thấy là 9 người thì về nguyên tắc đó là 5 người Cộng Hòa, 4 người Dân Chủ. Kennedy là cái người đàn bà đem... Không, ông Kennedy chứ. Ông này, bà Ginsburg, dạ. Thì cái ông Kennedy này thường trong cái vụ này ông là swing vote. Đó. Thì không biết là kỳ này vote như thế nào. Hiện nay thì chưa có cái chi tiết của cái cuộc bỏ phiếu này. Nhưng mà tin từ bên trong tòa ra và cho CNN biết là 5-4. Còn cái đó là cái vấn đề dogma thôi, là Defense of Marriage Act. Còn cái Proposition 8 bên California thì chưa biết lúc nào họ sẽ đưa ra phán quyết. Và cái Proposition 8 ở bên California nó có cái quan trọng thế này, là anh Long và thưa quý vị, là bởi vì hiện nay đã có khoảng 35 tiểu bang của Mỹ, tức là họ cũng đã thông qua cái luật là hôn nhân, chỉ công nhận cái hôn nhân giữa người nam và nữ mà thôi, chứ không công nhận hôn nhân đồng tính. Thì trước giờ 35 tiểu bang đó thì không ai nói cả, nhưng mà vì kỳ này California lại là tiểu bang mà đông dân nhất nước Mỹ, và qua cái Proposition 8 họ thưa lên như vậy á, thì coi như nếu hôm nay tối cao Pháp Viện phán quyết như thế nào thì nó sẽ là một cái tiền lệ cho 35 tiểu bang kia noi theo. Đó là chúng ta phải hiểu theo cái kiểu mà gọi là cái ngành tư pháp của Mỹ. Biết tư pháp của Mỹ họ ngộ lắm, họ không có dựa trên những cái chi tiết mà luật lệ giống như bên phương Tây. Bên Tây đó, ngày xưa của Pháp đó, họ có điều lệ ghi rõ ràng, là luật dài dòng. Ông Mỹ luật ông đơn giản lắm, nhưng mà ông dựa trên những cái tiền lệ, cái tòa phán quyết như nào thì theo đó là họ sẽ có thể họ đoán là những cái vụ khác nó cũng sẽ đi theo như vậy. Thành ra chúng ta vẫn đang chờ xem là tối cao Pháp Viện có nhúng tay vào cái vụ Proposition 8 này không. Đó. Nhiều người nghi ngờ là họ sẽ không nhúng tay vào cái chuyện này, tức là để cho tiểu bang, các anh muốn làm thì làm, cái chuyện marriage của các anh, chúng tôi không muốn xía vào. Nhưng mà theo những cái gì mà chúng ta đang thấy trên màn ảnh live trực tiếp của CBS, xin ban kỹ thuật chuyển qua lại, thì chúng ta thấy là hầu hết những người đang đứng biểu tình ở đây là những người đồng tính. Tuy nhiên chúng tôi thấy chưa có một cái sự gọi là vui mừng một cách thái quá, không biết là còn có vấn đề gì hay không. Nhưng mà cho đến giờ phút này, thưa quý vị, theo những cái thông tin mới nhất vừa có được, rằng là tối cao Pháp Viện đã có một cái phán quyết, và phán quyết này do thẩm phán Anthony Kennedy đưa ra, coi như là make cái decision ở chỗ này. Rồi, là tôi cho phép, là đúng rồi. Là cho phép là một cặp mà hôn nhân đồng tính có thể được thừa hưởng những cái benefit của federal, tức là strike down cái dogma act. Yeah, strike down dogma act. Vâng, tại vì cái dogma này đó, trong đó nó có nhiều điều khoản lắm, thì giờ strike down cái điều khoản đó, bởi vì cái dogma này là của liên bang quy định là hôn nhân chỉ giữa người đàn ông và người phụ nữ, thì chỉ lúc đó anh mới được hưởng gia tài thôi. Đó, có thể hiểu là như vậy. Thì bây giờ họ strike down cái chuyện đó ra, tức là bỏ cái điều khoản đó ra, cho là cái điều khoản đó nó vi hiến, thì coi như là vẫn là cái hôn nhân là giữa một người đàn ông và một người phụ nữ, nhưng trong cái khoản mà đi thừa hưởng gia tài đó, thì có thể là anh được coi như là hai vợ chồng dù anh đồng tính với nhau, để anh không bị cái khoản thuế như cái bà mà ở bên New York bà bị. Đó là cái mà những cái người mà thường những người giàu có họ thích cái phán quyết này. Nhưng mà những người còn lại tôi nghĩ đứng là những người mà gay, lesbian và đồng tính, họ đang chờ cái phán quyết cho Proposition 8. Cái đó nó tôi nghĩ nó quan trọng hơn. Bởi vì cái đó nó không mang tới cái tài chính, nhưng mà nó mang tới cái biểu tượng cho cả nước Mỹ. Cái đó nó quan trọng hơn. Và cái chuyện đó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều trong thời gian sắp tới. Đương nhiên khi mà
tối cao pháp viện có một cái phán quyết mà đi ngược lại với cái truyền thống hiện nay thì sách giáo khoa cũng sẽ thay đổi. Vâng, và ngày hôm nay đó, mặc dù nhiều người nói là có thể tối cao pháp viện không nhúng tay vào, nhưng mà cũng có thể họ sẽ phải nhúng tay vào, là bởi vì sao? Nếu không nhúng tay lần này thì cái chuyện này nó cứ trở lại hoài. Thôi thì thà chúng tôi làm một lần cho xong, chuẩn thuận hoặc không chuẩn thuận, chứ không thể không chuẩn thuận hoặc là không nói gì cả. Đó là một cái ý kiến của một số nhà phân tích, cho nói là tối cao pháp viện sẽ phải gọi là one for all, tức là một lần cho xong luôn, để mốt không lôi thôi nữa. Và những người khác người ta lo ngại nếu giả sử như mà tối cao pháp viện bác cái Proposition 8, tức là đồng ý cho hôn nhân đồng tính, thì thưa anh, không những trong sách giáo khoa mà mốt đó, anh đi vô trường học hoặc đi đâu đến những cái chỗ công cộng đó, người ta đang nghĩ rằng sẽ có tới ba cái restroom, ba loại restroom khác nhau. Những cái chi phí. Những cái chi phí đó, thưa quý vị, nó ảnh hưởng đời sống chúng ta. Ở đây chúng tôi không nói là ủng hộ hay là phản đối ai cả, nhưng mà đó là những cái điều chắc chắn sẽ xảy ra khi một cái quyết định của 9 vị thẩm phán tối cao pháp viện nó đưa ra, thưa quý vị. Nó ảnh hưởng cuộc sống chúng ta rất là rõ ràng. Năm 2000, sau này chính bà Okono, Sandra Okono thừa nhận, quý vị nhớ không? Chính 9 vị thẩm phán tối cao pháp viện quyết định cuộc bầu cử năm 2000, chứ không phải cử tri Mỹ, trong cái vụ đếm phiếu ở Florida. Và sau này chính bà Sandra Okono bà thú nhận là đúng ra tối cao pháp viện không nên làm, không nên làm cái chuyện. Mà khi mà 9 người đó quyết định thì chúng ta biết như thế nào rồi, hậu quả đến tới ngày hôm nay. Và chẳng những cái chuyện mà như chúng ta nói về cái xã hội dân sự chúng ta, về sách giáo khoa, về các phương tiện công cộng thay đổi, đương nhiên các mà tổ chức mà quan trọng như là tôn giáo đó sẽ là rất là quan trọng trong vấn đề này. Đương nhiên các vị lãnh đạo tôn giáo hiện tại, nếu mà có một cái sự phán quyết nào của tối cao pháp viện vấn đề này, sẽ là một vấn đề vô cùng nhức đầu và nan giải. Tại vì cái điều này lại đi ngược lại với những cái gia tính không lẽ không cho tôi vô nhà thờ. Vâng. Không lẽ không cho tôi vô nhà thờ, không cho tôi vô chùa, những cái chỗ mà những cái tôn giáo mà họ chẳng hạn như nhà thờ Tin Lành, không lẽ không cho vô? Mà nếu bây giờ đó anh vẫn được vô, nhưng mà anh đừng nói là đồng tính. Nếu cái phán quyết này đưa ra mà ví dụ ủng hộ hôn nhân đồng tính, ủng hộ người đồng tính, mỗi người đồng tính họ dán lên bảng tôi là người đồng tính, anh cứ dám không cho vô không? Không cho vô cái nơi tôn giáo thì lại bị kỳ thị tôn giáo, cực kỳ phức tạp trong nhưng mà qua cái câu chuyện này có một cái vấn đề mà có lần mà chúng tôi cũng đề cập là theo những cái khuynh hướng ở chúng ta sống trong xã hội dân chủ, có nghĩa rằng là chúng ta phải chấp nhận sống với những người mà chúng ta, người đó không cùng cái ý kiến và quan điểm của chúng ta. Bây giờ có thể bây giờ đây một cái câu chuyện là rất là khá là gần gũi trong cộng đồng Việt Nam về cái vấn đề mà đồng tính, thì có thể là có một số người hoặc là phần đông người trong cộng đồng Việt Nam chúng ta nhìn cái chuyện này là không quen, nhưng mà chúng ta phải chấp nhận. Cũng như người Hoa Kỳ, trở lại cái vấn đề cái lá phiếu ngày hôm qua của tối cao pháp viện về cái chuyện chủng tộc. Và trên bản quý vị, chúng tôi phải ngừng lại một tí xíu. Nhưng mà thấy là các phóng viên là chạy như con vịt từ trong bên trong tối cao pháp viện chạy ra đưa tin, là có nghĩa là trong giây phút nữa đây sẽ có những phán quyết rất là quan trọng liên quan đến hôn nhân đồng tính. Chúng ta cũng chờ đợi coi như thứ đây, chúng đây, ta đây, đó, đây là cách lấy tin. Anh nhìn thấy lấy tin. Quý vị thấy họ lấy tin, họ chạy. Rất là nhốn nháo như thế này để mà đưa tin. Wow. Phải chi chúng ta có mặt ở đó. Tôi nói cho anh nghe, ngày hôm nay cái phán quyết này là một trong những phán quyết mà nếu mà nó thay đổi có gì lạ, có thể coi là một trong phán quyết mà quan trọng nhất trong cái thế kỷ 21 này đối với nước Mỹ, bởi vì nó sẽ làm thay đổi cả nước Mỹ, cả xã hội Mỹ từ giờ cho đến ngàn sau luôn. Yeah. Mà hôn nhân đồng tính á, thưa anh, không phải là chuyện mới. Trên thế giới này, đặc biệt châu Âu, họ đã đi trước người Mỹ rồi. Đã có trên thế giới đã có 6 quốc gia ủng hộ hôn nhân đồng tính, thừa nhận hôn nhân đồng tính, mới đây nhất là nước Pháp, nghe không? Bây giờ tới nước Mỹ thưa quý vị, vẫn là cái nước mà cả thế giới nhìn vào như là cái ngọn hải đăng để dẫn đường cả thế giới đi. Có thể có một số người không đồng ý cái chuyện này, nhưng thực tế nó là như vậy. Thành ra những gì thay đổi nước Mỹ đó có thể thay đổi, ảnh hưởng thay đổi của thế giới này. Anh Long có nghĩ vậy không? Vâng, chuyện này là anh Dũng nói rất là chính xác. Mà khi trở lại cái câu chuyện anh Dũng mới nhắc tuần trước, tại sao thường là nước Pháp là đi đầu trong cái chuyện dân quyền, nhưng mà nước Pháp đã có 6 quốc gia rồi, nhưng mà nước Pháp mới, thứ 6. Nước Pháp mới là quốc gia thứ hàng thứ 6. Là vì thưa quý vị, nếu mà quý vị nào hiểu cái văn hóa của thế giới người Thiên Chúa giáo thì nước Pháp được coi là chị cả của giáo hội. Đúng rồi. Cho nên cái văn hóa của Thiên Chúa giáo rất là nặng trên nước Pháp, cho nên đương nhiên chúng ta cũng hiểu là tôn giáo thì không chấp nhận, Thiên Chúa giáo không chấp nhận hôn nhân đồng tính, cho nên cái chuyện của nước Pháp thường họ lại đi đầu trong mọi vấn lĩnh vực nhân quyền, mà trong cái chuyện này họ lại đứng hàng thứ 6. Thì đây là một câu chuyện mà chúng ta cũng nhắc đến để biết. Và chắc có lẽ trong một vài giây phút nữa đây thì chúng ta sẽ nghe tiếp tục những cái chuyện mà như quý vị vừa thấy trên màn ảnh, là các phóng viên là họ chạy đôn chạy đáo từ bên trong
tòa tối cao Pháp viện chạy ra là có nghĩa là họ có thêm một cái tin tức nào đó mới, mà cho đến bây giờ có chúng tôi nghĩ là khi họ nhận được cái tin đó rồi họ phải về họ edit lại trước khi họ xuất hiện trên ống kính, cho nên chúng ta chưa biết được rằng là chuyện gì xảy ra. Không những thế giới đang chờ đợi tin, nước Mỹ đang chờ đợi tin họ, mà anh em chúng tôi cũng đang chờ đợi, cũng đang chờ đợi để chúng tôi biết là có thể đưa đến quý vị cái những cái tin nào, cho đến giờ chúng ta chưa có rõ ràng. Vâng, chúng tôi chỉ biết anh Dũng, cái blog trong CNN cho biết là cái ruling của Proposition 8 ở California, Ben nó xem xét này is in. In. Đã có rồi đó. Đã có rồi. Chưa biết kết quả. Chưa biết kết quả như thế nào thôi. Và vâng, trước khi quay lại chỗ này chúng ta có thể nhắc lại cái chuyện mà chúng tôi hơi bỏ, ok thưa quý vị, cái chuyện là chúng tôi nói đến cái chuyện mà chúng ta chấp nhận trong một xã hội dân chủ là sống với những người mà không cùng cái quan điểm và chính kiến của chúng ta, thì trở lại cái câu chuyện mà chúng ta hầu như là người Việt Nam trong cái quan điểm đồng tính, có người thì là trung dung trong chuyện này, có người là hơi khó khăn trong cái chuyện này, nhưng mà nếu mà tối cao Pháp viện Hoa Kỳ quyết định cái chuyện này thì chúng ta thừa nhận nó, mà đương nhiên sự thừa nhận một cái gì khác chúng ta làm cái chuyện rất là khó khăn. Trở lại cái vấn đề người Hoa Kỳ, khi họ đến cái đất nước này họ coi như là người khai phá, cho nên họ nhìn những chủng tộc khác đến đây họ rất là khó chịu, và cái cảm giác đó nó vẫn kéo dài cho đến bây giờ. Cho nên cái chuyện mà ngày hôm qua tối cao Pháp viện ra một cái ruling, ra một cái phán quyết liên quan đến cái chuyện mà và bỏ phiếu, thưa quý vị, là phải có một người nào đó đem ra. Mặc dù 50 năm nay đã thực hành cái kiểu bỏ phiếu rằng là liên quan đến chuyện mà ngăn cản kỳ thị chủng tộc, nhưng người ta vẫn không hài lòng. Đó là lý do tại sao 50 năm qua chúng tôi vẫn còn thắng.